Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin bóng đá Việt Nam. Đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, kênh Tin bóng đá kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Với chiến thắng đậm đội tuyển Trung Quốc 3-1, đội tuyển Việt Nam đã đi vào lịch sử. Theo đó, đây là chiến thắng đầu tiên và cũng là điểm số đầu tiên của chúng ta ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong trận đấu ngày hôm nay với đội tuyển Trung Quốc, chúng ta mới thấy được rằng tầm quan trọng nơi tuyến giữa đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Trung Quốc. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng chính là tác giả pha kiến tạo để Hồ Tấn Tài ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9. Hùng Dũng khiến các thuyền thủ Trung Quốc, trong đó có ngôi sao Wu Lê ngào ngán trong những pha tranh chấp tay đôi. Đêm Mỹ Đình không ngủ với đội tuyển Việt Nam khép lại bằng bàn thắng thứ 3 ở phút 76 của Phan Văn Đức. Chiến thắng chung cuộc của 3-1 không chỉ mang về điểm số đầu tiên cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, mà còn là chiến thắng đầu tiên của một đại diện Đông Nam Á khi tham gia vòng loại thứ 3 World Cup trong lịch sử. Chiến thắng tưng bừng trước Trung Quốc là trái ngọt của cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ ở đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, việc Hùng Dũng tỏa sáng rực rỡ sau chấn thương cũng cho thấy con mắt nhìn người tin tưởng của thầy Park. Các miếng đánh biên của tuyển Việt Nam đã khiến đội tuyển Trung Quốc khóc thét. Phút 19, từ biên phải, Hùng Dũng phối hợp với Tuấn Hải rồi nhận lại bóng ở trong vòng cấm địa. Cú chuyền ra của Hùng Dũng thuận lợi để tiến lên ập vào dứt điểm từ cự ly chưa đầy 5m, ghi bàn nhân đôi cách biệt. Dẫn trước hai bàn chỉ sau hơn chục phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã thêm tự tin chơi phòng thủ phản công. Đội tuyển Trung Quốc đã không gây được áp lực lên đội tuyển Việt Nam, ngược lại đội khách phải đối diện với không ít những đợt phản công tiềm ẩn nguy hiểm. Sự thay đổi người sau giờ nghỉ giúp Trung Quốc gây áp lực tốt hơn. Phút 50, cầu thủ mới vào sân thay người Trang Yuning đã sút tung lưới của Nguyên Mạnh, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. VAR cũng vào cuộc và xác nhận quyết định của trọng tài hoàn toàn chính xác. Bàn thắng hụt của đối phương là lời cảnh tỉnh cho hàng thủ của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ chủ nhà không còn chơi phòng thủ với một đội hình cao như hiệp 1, thay vào đó là đã nhường lại thế trận cho đối phương. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của tuyển Việt Nam, nhưng Trung Quốc không có nhiều pha dứt điểm bởi họ tấn công khá rời rạc. Lợi thế về thể hình nên Trung Quốc chọn chơi bóng bổng. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam ở trận này phòng thủ bóng bổng rất tốt, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công. Phút 76, Văn Đức khiến tuyển Trung Quốc tan nát hy vọng, có điểm với cú sút xa đẹp mắt ghi bàn gia tăng tỷ số lên 3-0. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi phòng thủ rất tốt cho tới phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 7, phút bù giờ cuối, Trung Quốc đã ghi được bàn thắng danh dự do công của Su Xin. Giành chiến thắng trước Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có 3 điểm đầu tiên tại vòng loại thứ 3. Tuy vẫn đứng cuối bảng, nhưng có thể nói thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả nợ sòng phẳng sau thất bại ở trận lượt đi. Sau trận đấu, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nói: "Toàn đội rất hạnh phúc vào lúc này. Trước trận đấu thú thật chúng tôi chịu nhiều rất nhiều áp lực vì đã lâu đội tuyển Việt Nam không giành chiến thắng tại vòng loại World Cup. Vượt qua áp lực, các cầu thủ đã thi đấu rất tập trung và đầy nỗ lực trước khi vượt qua được đối thủ trong trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam." Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói thêm: "Đúng là trước giờ bóng lăn, dù rất kỳ vọng vào chiến thắng của đoàn quân trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng ngay cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng khó tưởng tượng ra rằng chúng ta thắng tuyển Trung Quốc đến 3-1 mà thắng sau khi đã dẫn trước đến 3 bàn." Đỗ Hùng Dũng cũng nói về sự tâm lý của huấn luyện viên Park Hang-seo giúp cho các cầu thủ Việt Nam tự tin để bước ra sân ở trận này. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất tâm lý, ông ấy biết cách giúp các cầu thủ giảm được áp lực bằng những liệu pháp đặc biệt như cho cầu thủ thêm không gian, đồng thời tặng bánh chưng và các món Tết cho toàn đội để anh em thấy ấm áp hơn trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tác giả của một trong ba bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam vào lưới tuyển Trung Quốc cũng không giấu được niềm vui sau khi giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua trận đấu này. Tiến Linh chia sẻ: "Hôm nay là một ngày đặc biệt với người Việt Nam, là ngày đầu năm mới âm lịch và đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đặc biệt với kết quả ấn tượng. Toàn đội đã cho một trận đấu tuyệt vời để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá trong nước. Tôi hạnh phúc với kết quả vừa giành được. Chúng ta đã có thế trận hợp lý trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có hai bàn thắng sớm do công của Tấn Tài, Tiến Linh, Phan Văn Đức và giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng lập kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng đầu tiên toàn thua trong 7 trận đấu đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup. Thế nhưng, sau chiến thắng trước Trung Quốc, mọi thứ đã thay đổi." Phát biểu trong phòng họp báo sau thất bại, huấn luyện viên Lee Seow-pang nói: "Tôi thật sự rất thất vọng. Tôi muốn xin lỗi các cổ động viên Trung Quốc. Đây là kết quả khó chấp nhận." Huấn luyện viên trưởng Trung Quốc cho hay, đội tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhanh qua các trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup. Còn tuyển Trung Quốc có những thời điểm căng thẳng khi bị dẫn sớm 2 bàn và đánh mất thể trận. Sau cùng, chúng tôi thua cuộc. Huấn luyện viên Lee Seow-pang cho hay, các cầu thủ Trung Quốc có trạng thái và chuẩn bị tốt cho trận đấu, nhưng chúng tôi đã không thi đấu trong một thời gian dài. Điều này ảnh hưởng tới cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam hôm nay đã cho thấy sức mạnh của các bạn.
các cầu thủ đều chơi rất tốt. Đội tuyển các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Như lời nói tiềm gan của huấn luyện viên đội tuyển Trung Quốc dành cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định đây là trận đấu khó khăn của đội tuyển khi mà các đội tuyển các bạn có được những lợi thế về mặt sân nhà. Sự cổ vũ tinh thần từ người hâm mộ Việt Nam và tỷ số 3-1 đã cho thấy sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, trong khi đội tuyển chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để có thể giành chiến thắng cho người hâm mộ nước nhà đúng vào ngày đầu năm mới Nhâm Dần. Trước giờ thi đấu, tôi cũng đã bảo với học trò của mình phải chơi tập trung, vì tôi biết đội tuyển Việt Nam có lối chơi cực kỳ kỹ thuật, thế trận tổ chức phòng ngự của các bạn rất hiệu quả. Huấn luyện viên đội tuyển Trung Quốc Lý Nhí thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá mạnh. Thua 1-3 trước Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2022, nơi được coi là thất bại khó quên với đội bóng này khi từng đặt kỳ vọng lớn giành suất dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Với một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục trước Trung Quốc, đã cho thấy những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể cầu thủ và ban huấn luyện viên tuyển Việt Nam trong suốt những trận đã qua của vòng loại World Cup 2022. Chúng ta đã thiết lập cột mốc mới trong lịch sử đối đầu với tuyển Trung Quốc, vì trước đây chúng ta toàn thua ở cấp độ đội tuyển. Đồng thời chúng ta tạo kỷ lục là đội đầu tiên ở Đông Nam Á có được 3 điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cảm ơn toàn thể tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã có món quà ý nghĩa ngày đầu năm mới Nhâm Dần. Chiến thắng ý nghĩa này khiến huấn luyện viên Trung Quốc Lý Nhí khẳng định đội tuyển Việt Nam quá mạnh. Đây chính là thắng lợi lịch sử khi lần đầu tiên tuyển Việt Nam có điểm tại vòng loại thứ 3. Trong quá khứ, cũng chưa có đội bóng Đông Nam Á nào giành chiến thắng ở vòng này, và cũng đặc biệt hơn khi nó lại đến vào ngày mùng 1 Tết. Cổ động viên Rosy Phạm đã viết rằng, đây là màn lì xì Tết lớn nhất năm nay. Cảm ơn đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ có nickname Thanh Bình thì viết, một chiến thắng đẹp, một món quà to lớn trong ngày đầu năm. Trên Facebook AFC Asian Cup sau trận, rất nhiều người đã vào đây gửi những bình luận chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Người dùng có nickname là Keo Sally đã viết, chúng tôi mừng Việt Nam, tôi đến từ Philippines, các bạn thực sự khiến chúng ta tự hào. Một cổ động viên khác có tài khoản là Sung Mo tới từ Myanmar thì bình luận rằng, cuối cùng các bạn cũng đã có 3 điểm từ một giải đấu khó khăn, các bạn là niềm tự hào của Đông Nam Á. Nhiều người tới từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia cũng đã có những chia sẻ như thế. Không chỉ ở khu vực Đông Nam Á, các cổ động viên các nước châu Á khác cũng gửi những lời chúc. Cổ động viên Inhel tới từ Hàn Quốc viết, một kết quả hợp lý, vòng loại World Cup luôn rất khó khăn với bất kỳ đội nào. Việt Nam đã gặp những xui xẻo ở những trận trước nhưng đang tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Xin chúc mừng các bạn về chiến thắng lịch sử. Không chỉ ở đây mà trên rất nhiều diễn đàn khác, rất nhiều cổ động viên châu Á đã gửi những lời chúc mừng chiến thắng cũng như chúc Tết đến huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ của mình. Chiến thắng trước Trung Quốc giúp Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á kể từ năm 2002. Trước đây, Thái Lan đã hai lần vào vòng loại cuối cùng World Cup 2002 và 2018 khu vực châu Á, nhưng đội bóng xứ chùa vàng chưa bao giờ giành được chiến thắng. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh tin bóng đá Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật kịp thời những thông tin bóng đá mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!